Uống đi má, sáng giờ chưa uống. Sáng nào cũng dặm giờ phải uống. Trời ơi bà già. Đái để thay. Cái gì? Hai hôm một chuyện chai. Và cứ mỗi ngày một gói cho tôi. Bà ngoại con là chùm tiết kiệm kia đó. Nào rác đưa cho. Không có rác được. Tiến ơi. Đến con nữa này, Hồng Sơn Baby này. Đến cạnh ngoại. Nên anh sẽ được cái chuyện gì? Chỗ nào đấy? Đây đây. Đây đây đó mình chiếc kính. Mình chiếc kính nha. Không không cần. Thôi mời bà. Bà uống này xong rồi. Bây giờ cho kiến chụp hình bà hiểu không? Mời bà sang đứng bên cạnh để đến lượt bà sau, bà đứng đi. Bà đứng đi. Nào, bà dựa bên đấy đi. Bà đứng bên đấy cho kiến chụp hình. Nào. Thịt lắm. Rồi đứng đây ra đây. Rồi, ok. Ôi trời, ta nói là nó vào một cái khuôn hình được kiến ạ. Đẹp chứ? Không phải đẹp mà là cực kỳ tuyệt vời. Rồi nào. Ui. Kiến lại đi.